Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 19 tháng 3 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, do chịu ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam hoạt động với cường độ mạnh đưa mây ẩm từ biển vào đất liền, kết hợp với vùng hội tụ gió, trạng thái mưa dông rải rác sẽ diễn ra nhiều nơi ở khu vực trong ngày mai. Tuy nhiên, vùng mưa to chỉ diễn ra cục bộ ở một số ít khu vực, sau đó nhiều nơi sẽ chuyển nắng gián đoạn. Điều đáng lưu ý hơn là từ ngày thứ ba của tuần tới, ngày 22 tháng 3 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Kết hợp với đó là nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam, hầu khắp các khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung sẽ bước vào một đợt mưa mới. Trong đó, trận tâm mưa sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 3. Kết hợp với gió đông và gió đông bắc, vùng mưa sẽ ảnh hưởng đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to về chiều và tối. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây, Bắc Bộ, các khu vực như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, buổi sáng trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác một số ít khu vực. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, buổi sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Về chiều tối, do ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam, các khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ xảy ra mưa dông rải rác với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, buổi sáng trời ít mây không mưa, nhiều nơi ngày nắng, về trưa chiều tối và đêm các khu vực từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ một số khu vực có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, có gió đông bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, sáng ít mây không mưa, nhiều nơi ngày nắng, chiều tối và đêm các khu vực phía Bắc như Kon Tum, Gia Lai sẽ xảy ra có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ một số nơi có mưa to đến rất to, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, ngày ít mây không mưa, nhiều nơi có nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam sẽ làm cho nhiệt độ trong ngày giảm từ 1 đến 2 độ. Về chiều và tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, cần lưu ý tới hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết tốt, có gió đông bắc dưới cấp 3, tầm nhìn xa trên 10 km. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.